Gỗ của loài cây nhỏ này thuộc loại đắt nhất thế giới. Từ lâu đã quen thuộc với các lễ hội tôn giáo, hương thơm của nó được người ta săn lùng, đến mức giờ đây nó trở thành loài cây nguy cấp ở nhiều vùng trên thế giới. Chào toàn thể quý bà con anh chị, hiện tại tôi đang có mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc để giới thiệu đến bà con anh chị một cái mô hình trồng cây. Tại cái mô hình này đang trồng rất nhiều loại cây như là trà hoa vàng này, cây ở đây sẽ có thêm một số giống loại cây không này, trồng rất nhiều cây giống cây hiện tại ở khu vực này có cái loại cây cho cái hiệu quả kinh tế rất là cao, đó chính là cây đàn hương. Để biết cái mô hình này ra làm sao và cũng như cái giá trị của cây đàn hương như nào thì ngay bây giờ xin mời quý bà con anh chị hãy cùng theo chân tôi để gặp gỡ chủ mô hình. Từ năm 17 trước công nguyên, đàn hương được nhập khẩu vào Ai Cập cổ đại và dùng để ướp xác. Vẫn có những bằng chứng cho thấy chúng được vận chuyển nhiều từ phía đông đến Hy Lạp và Rome. Do cái nôi của cây đàn hương là Ấn Độ nên chúng được sử dụng ở đây từ thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên. Cây đàn hương thường phát triển tự nhiên khắp các tiểu lục địa, nơi loại gỗ thơm của chúng từ rất sớm đã được coi là thiêng liêng trong đạo Phật và đạo Hindu. Gỗ đàn hương được sử dụng để xây miếu và đền thờ, cũng như được sử dụng trong điêu khắc. Nó được đắp vào chiếc trán của những ai thờ thần Krishna. Đặc điểm của nó khiến nó trở thành một yếu tố quan trọng trong nền y học cổ truyền Ayurveda. Nhưng nó được sử dụng chủ yếu với số lượng lớn để làm hương và đốt trong lễ tang cho đến tận ngày nay. Với sự phát triển của đạo Phật, tập quán này được lan rộng khắp châu Á và nhu cầu xuất khẩu khiến cho gỗ đàn hương trở thành thứ tài sản quan trọng của Ấn Độ. Vì thế, vào cuối thế kỷ 18, vua Tipu của Mysore đã ban hành quy định độc quyền của hoàng gia đối với gỗ đàn hương và Ấn Độ trở thành nơi sản xuất hàng đầu thế giới về loại gỗ này. Xin chào bà con, mình tên là Quý, chủ vườn ươm cây giống lâm nghiệp Quý Ngọc. Hôm nay mình chia sẻ bà con cây đàn hương. Anh có thể nói qua thông tin tại cái trang trại địa chỉ của mình đâu là không mình dùng được địa chỉ mình ở Tam Đảo Vĩnh Phúc, Học Châu, Tam Đảo Vĩnh Phúc, xã Học Châu, đúng không? Học Châu. Đầu tiên nhé, anh hỏi là cái cơ duyên nào mà anh đến với cái cây đàn hương này, anh tìm ra được cái loại cây này. Mình có cây đàn hương khoảng 7-8 năm nay rồi. Mình cũng cầu rằng là hay tìm tòi gỗ quý, đọc tìm hiểu trên mạng ấy, thì cây này quý, thế là mình cũng tòi về nhân giống. Thì ban đầu nhân giống rất là khó, bây giờ mình nhân giống của chúng rất là lớn và đạt tiêu chuẩn xuất trồng. Em đang tìm hiểu thêm một chút, anh có thể giới thiệu qua cho em về cái giá trị cây đàn hương này thì nó quý ở đây, thì anh nói quý thì nó sẽ quý ở những điểm nào ấy? Quý là thứ nhất nó là gỗ quý rồi, thứ hai là nó là cây tinh dầu, bạn biết vì tinh dầu đàn hương không? Tinh dầu đàn hương thì rất là cao cấp và đắt giá, thì tại vì có thị trường thế giới thì rất là cao đấy, thì mà đặc biệt cây đàn hương là từ rễ đến ngọn nó như là có tinh dầu hết, bút của nó, tức là hạt của nó có tinh dầu, lõi của nó có tinh dầu, dễ nó. Tức là tất cả cây từ khi bé bắt đầu có luôn rồi ấy. Không, nó phải tầm khoảng 8 đến 10 năm mới tạo tinh dầu được. Đây chính là một cái bầu đạt chuẩn đúng không? Bầu đạt chuẩn là cây bầu phải cây phải xanh, phải thêm khoảng 30-40 cân và có cây ký chủ, đây là cây ký chủ của nó. Ký chủ là cái gì ấy? Cây ký chủ là cây để nó bám, dễ đàn hương bám vào để nó phát triển tốt. Em đang hiểu, tức là khác với những loại cây khác là riêng đàn hương khi làm bầu phải có một cây để cho nó dễ, nó ký sinh vào đúng không? Ký sinh ấy, bản chất bé vẫn có mà lớn vẫn có. Bé là có cây này, khi nào mình trồng ra cây thành, có cây chủ riêng của nó. Thì là tất cả khi mình trồng ra ngoài vẫn có cái thì ra vẫn cần cái ký chủ để cho nó cây nó phát triển tốt, tất cả nó tạo lõi, nó không có gì sau động vật, nó gọi là ký sinh đấy, nhưng mình như thế vẫn là gọi là ký chủ. Nó ký chủ nó như là bán ký sinh, nó không phải là bám vào hẳn đâu, nó chỉ cần bám một phần thôi. Thứ nhất là như anh bảo là giá trị kinh tế lấy tinh dầu này, tinh dầu ngoài ra nữa thì
anh em rất là vui vô Đại Hương muốn anh phân tích thật là kỹ về cái giá trị kinh tế nhé, bởi vì nhiều khi là bà con bản thân em ấy ta cũng chưa biết nhiều về cái này, mọi người thêm cho em một thôi. Tức là bây giờ tinh dầu của nó ấy thì hiện tại á tính hôm nay thế này, một cây á sau khoảng 10 năm thu hoạch mình vạt lên lõi nó, lõi để nó sẽ là khoảng 10-20 cân, và hiện tại theo giá thị trường hiện tại rẻ có được 2,5 triệu một cân. Đấy, thì bạn nhân dân ra ví dụ một cây 10 cân thôi thì đã được khoảng 25 triệu, tức là trong 10 năm. Đúng rồi, 10 năm. Cây này thì thường là ít nhất là phải bao nhiêu thời gian bắt đầu chúng ta thu ra khoảng 9-10 năm, bắt đầu 10 năm thôi, mà để thu đạt đỉnh lõi nhất là khoảng 12-14 năm. Với một cái bầu như này thì làm sao để chúng ta biết được cái cây đạt, tức là đạt yêu cầu ấy, đạt chuẩn thì đạt tiêu chuẩn nào? Yếu tố thứ nhất là cây nó phải tương đối là mập, hai là cái độ cao của nó phải tầm khoảng có như là 2 gang tay, nhất phải 35 phân, cây phải xanh và có nếu có chồi bọt này còn đẹp. Đấy. Thì hầu như những cây này mà trồng nó đất hầu như là số 100%. Còn những cây mà khoảng 10-15 phân, những cây đấy là chưa hút được cái chủ, những cây đấy trồng ra hầu như chỉ rất là cao. Đấy, mà nó không lớn được. Bản thân mình cũng trải nghiệm rất là nhiều rồi. Cây để chăm được cây lên 30-40 phân rất là khó. Còn nếu để cây 15-20 phân thì nó rất là dễ, nhưng để nó bật lên đó, thì phải cần cái chăm sóc rất là kỹ. Không nói đến yếu tố bầu đấy nhé, thì ví dụ khi bà con bắt đầu mua về thì khi được trồng cây này chúng ta cần phải đòi hỏi yếu tố về thổ nhưỡng, đất đai hay cách trồng gì không? Đất thì thực ra không quá kém đâu, nếu là đất không ngập úng rồi đấy. Còn đất vườn như kiểu đất vườn mình trồng sen quả, mình trồng sen nào sen quả. Thì ví dụ như khi mà trồng thì chúng ta có lưu ý gì về thời gian trồng trong năm này, hay là về cái vật thuốc của trồng như nào? Thực ra trong năm nó phụ thuộc mật độ trồng á, thì cái này là 1 hectare trồng 900 cây. Chúng ta chỉ được chỉnh 900 cây đúng rồi, 3m x 3m. Nếu 3m x 3m thì ta là trồng 1.100 cây. Nhưng một cây trồng 900 cây đàn hương và 200 cây chủ kia. Cây chủ kia có thể cây họ đậu, cây ăn quả, cây họ đậu, như cây quả muối nhé. Còn cây họ đậu như cây lâm nhập, như cây xưa đỏ này, cây đàn hương này, cách đỏ này. Những cây có thể cây họ đậu lâm nhập thì mình trồng xem là được cây xương có giá, mà cây này có giá trị. Đấy, tức là mình vừa có thể trồng luôn hai loại cây có giá trị chính xác. Nhưng mà bắt buộc là phải có cây ký chủ như thế đúng không? Đúng rồi, không có thì không thể. Đúng, bắt buộc phải có. Đây là số. Bên ngoài cái đấy ra thì cây ra trồng trong năm này, đất đai này, rồi phân bón phân cỏ như nào ấy. Mình cái này phân này phải dùng phân hữu cơ rồi, không dùng phân hóa học. Còn đất đai thì hầu như đó đất vườn mình không cũng là được. Còn nếu thời vụ trồng trong năm, nếu mà mình tưới được ấy thì mình có thể trồng quanh năm. Nếu mà đất đồi mình không tưới được ấy thì mình phải trồng vào tháng 12 này, âm tháng riêng ấy, 12 rồi đó, âm tháng riêng. Nếu ở ngoài Bắc, mùa ngoài Bắc, mùa mưa phun ẩm. Chính xác. Còn nếu ở miền Trung, miền Nam thì mình căn vào thời tiết đầu mùa mưa. Đầu mùa mưa, cái này chỉ cần 2 đợt mưa là nó sẽ khỏe lên môi trường đất, nó không phải tưới nước. Như anh nói ban nãy là những phù hợp với những loại đất đồi đấy, thì có thoát úng tốt, thì ví dụ ở đồng bằng thì liệu có trồng cái này có trồng được? Nhưng mà khi trồng đồng bằng có lưu ý gì? Đồng bằng lưu ý là tức là tránh ngập úng lâu, tức là mưa nhiều nó có nước một thời gian như thế thoáng khỏe được thoát nước cho nó. Ở các vùng đồng bằng như Thái Bình vẫn trồng bình thường, nó khách hàng thì mình trồng vẫn phải lên bình thường. Ví dụ như là hiện tại với em như với bà con bắt đầu trồng thì liệu cái đầu ra thì tìm nó khó không? Thường em nghĩ là bà con rất quan tâm đến cái đầu ra ở cái này. À, đầu ra thì ra cũng khó lắm. Thực ra đầu ra ở Việt Nam có mấy đơn vị họ đang hướng đến xây dựng nhà máy chiết xuất tinh dầu đàn hương ấy. Cái cơ bản hiện tại là Việt Nam đàn hương của mình chưa có thu hoạch, chưa có một đơn vị thu hoạch rồi nhưng người ta lại bán luôn rồi, bán chiết xuất ở Việt Nam ấy. Còn thực ra bên mình ấy là thực ra nếu bạn biết qua rồi, mình khu Tam Đảo Trung Quốc ấy, chuyên làm xưa lõi xưa gỗ xưa đấy. Đúng rồi, các thanh Trung Quốc hiện tại họ cũng đang tìm cái này rất là nhiều, họ nhờ mình thu mua nhưng mà hiện tại là chưa thể mua được, bởi vì chưa có lõi nhiều, lõi bé, không đạt năng suất. Bà con cũng có to nhưng chưa bán, nó chung chắc phải tầm 2 năm nữa là lúc đấy đầu nó mới rộ lên khai thác gỗ đàn hương thì bà con mới hiểu được đấy là chị thực. Với một cái bài toán kinh tế như anh vừa bảo là ví dụ với một cây khoảng 10 năm là cho được khoảng 25 cân anh nhỉ? 10 cân được 25 triệu và 10 cân được khoảng 25 triệu. Thế là một cây được khoảng 10 cân nhỉ? Đúng rồi, trung bình tính đơn giản là trong 10 năm. 900 cây, cái bài đó kinh tế trong 10 năm được khoảng 900 cây nhân lên nhiều đấy ạ. Tôi tính 1.000 cây đó là 2 tỷ rưỡi. 10 cây là 2 tỷ rưỡi.
Thực ra đang có một bà thì tính ra là mỗi năm là cho 2 tỷ à? Cái khủng đấy. Nếu theo giá hiện tại có thể may sau bớt một tí. Đúng rồi, may sau có thể nhiều cái đầu hơn. Hecta như thực ra nhá, đang có một ông anh của mình ấy, đã trồng 9-10 năm bán rồi. Đấy, bán đã được, ông bán được 7 năm thôi. 5 hecta, tính 3.000 cây. Ông được 30 tỷ, có 7 năm. 7 năm bán, xin lỗi. Xong cái vườn đấy là bán thu hoạch, là cũng bán 2 triệu rưỡi một. Gỗ đàn hương có ý nghĩa cả tinh thần và tôn giáo. Nó được coi là loại gỗ thiêng, khói và mùi hương của nó được cho là có ý nghĩa tâm linh. Tâm gỗ chứa tinh dầu quan trọng, và đó là thứ có mùi hương tuyệt vời trong cây đàn hương. Trong thế kỷ 19, giá gỗ đàn hương Ấn Độ tăng cao liên tục, cùng với nhu cầu gia tăng từ các nước không có loại cây này như Trung Quốc. Nhu cầu sử dụng trầm hương lớn đồng nghĩa với việc cần có nguồn cung khác. Trong chưa đầy 30 năm, hơn 10.000 tấn gỗ đàn hương được xuất khẩu sang Trung Quốc. Gỗ đàn hương là một yếu tố nền tảng của nước hoa Chanel số 5 huyền thoại, nhưng nó đồng thời cũng là một trong những thành phần cơ bản của dòng nước hoa Samsara của Guerlain và loạt sản phẩm Santa của Sacher Lutten. Cho đến ngày nay, những nhà sáng chế nước hoa vẫn coi nó là một nguyên liệu không thể thay thế trong các sáng tạo của mình. Đàn hương giúp cố định mùi hương để nó giữ được lâu trên da. Đàn hương cũng có khả năng bám vào sợi vải và có khả năng lưu giữ đặc biệt. Đàn hương cũng có hiệu quả khác nhau trong những tình huống khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó làm mùi hương chủ đạo trong nước hoa đàn hương thơm mùi gỗ, ngọt ngào và tròn trịa. Bạn cũng có thể sử dụng nó trong mùi hương nhẹ nhàng, chẳng hạn như nước hoa thảo mộc với mùi hương tươi mới và phong phú. Đàn hương luôn có mặt với vai trò là nguyên liệu bổ trợ và mang đến mùi hương sảng khoái. Đó chắc chắn là mùi hương gỗ nữ tính nhất, hương gỗ nhưng lại vô cùng mềm mại, tròn trịa và tinh tế. Trong quá trình sáng chế nước hoa, có 3 loại nguyên liệu quan trọng, đó là đàn hương, cỏ hương lau và cây hoắc hương. Điều khiến cho một nguyên liệu trở nên đặc biệt, đó là cách chúng kết hợp với nhau. Vì thế, bạn sẽ không bao giờ nhàm chán với một nguyên liệu, bởi vì luôn có sự kết hợp khác nhau để sáng tạo. Tôi nghĩ rằng có vô số cách kết hợp vẫn chưa được tìm ra, đặc biệt là khi chúng ta có đến hơn 12 lớp hương và hơn 12 loại nguyên liệu. Việc phát triển sản xuất nước hoa từ đầu thế kỷ 20 đã làm gia tăng nhanh chóng việc sử dụng gỗ đàn hương dưới dạng như đã phát triển từ lâu ở Ấn Độ từ thời cổ đại, đó là tinh dầu đàn hương. Phần lõi gỗ sau khi tách vỏ và rác gỗ được để khô, sau đó được chặt thành những miếng nhỏ và làm thành bột nguyên liệu thô để sản xuất hương nhang. Nguồn gốc đầu tiên mà khi mà anh bắt đầu anh tìm hiểu cái này là nó nguồn gốc á, thực ra là mình nhập hạt Ấn Độ chứ. Đầu tiên là chùa cây mà mình nhập hạt bên Ấn Độ vậy. Đúng rồi, còn cây ở Việt Nam bây giờ trồng được 7-8 năm rồi, có thể thu hạt ở Việt Nam rồi. Đấy, cây Việt Nam mình đang thu hồi già rồi. Ngày xưa mình nhập còn nhập qua đường máy bay mà. Nhờ sách tay thì ra là mình cũng có hai của mình vào cái nhóm nhờ bên Ấn Độ thế là bây giờ thì mình ban nãy mình sẽ chỉ bảo cái cuối cùng thôi, không nói đến thị trường Việt Nam thôi nhé, bây giờ nó mới thì như hiện tại, bởi vì cây bản địa Ấn Độ em nghĩ chắc hàng trăm năm rất lâu rồi, thì như thị trường Ấn Độ người ta lâu như thế rồi thì hiện tại cái mặt hàng đàn hương bên đấy hay là cái thị trường về kinh tế bên đấy về cây đàn hương như nào ấy? Thực ra bên đấy thì đầu ra của nó thực ra là hiện tại là cái gì cung cầu, nhà nước còn không muốn có quy định cấm khẩu nhé. Chúng ta vẫn nhập khẩu được một phần nữa, cách của mình vẫn nhập khẩu giá cao á. Thực tế mình cứ đóng vai trò là mình là người đi mua gỗ đàn hương đi, mình sẽ biết giá của nó thế nào.
À, tức là bản thân, tức là để nhìn những cái khách quan, bản thân bên Ấn Độ của người ta vẫn còn đang rất là tốt về cái mặt hàng này. Một chi tiết rất là hay là không những là nếu như bà con kiểu chưa có vốn ấy, thì anh cũng có thể hợp tác bà con để cung cấp giống cho bà con trồng, lợi nhuận sẽ chia cho theo lợi nhuận. Đúng rồi. Đấy cũng là một cách rất là hay, bà con hoàn toàn yên tâm vì cả chưa có vốn chỉ có diện tích đất thôi. Bà con có đất. Nhưng mà người chăm sóc tốt thì không cần đến 10 năm, khoảng 8 năm nhỉ? 8 năm. Có 8 năm có thể thu. Còn nếu có thể là tầm 5, 3 năm, 4 năm là mình có thể thu hàng bán rồi. À, nhưng cây này còn có một cái đặc điểm nữa là kẻ lá ấy, thì đều bán được chính xác. Gốc lá, tương gốc lá thì chỉ thu tận dụng thôi. Cái của nó thôi, cũng không còn ngọt nữa. Nên nó không còn nhiều đâu. Hiện tại nếu theo giá thì trường gốc lá từ 2 triệu một cân. Thì chỉ là anh là một hát thôi mà sống không. Năm 20-25 tỷ là không kinh khủng. Bởi vì bây giờ đơn giản nhất như bây giờ như là 10 năm được 2 vụ keo chẳng hạn thì mỗi vụ được khoảng 6-70 triệu thì trong một hát thì không thua. Thời gian nếu tính theo giá hiện tại là thế. Nhưng mình nếu mình không cho mình trồng cái này á, kẻ mà thôi mình trồng đi, mình chỉ cần kiếm 5-10 tỷ một hát không ngon, đúng không? Và tính đơn giản thế. Thứ hai là cái dây đàn hương á, mình hiểu một cái là nó, mình thích cái nó ở gốc quý, mình trồng càng lâu nó càng có giá. Chứ nó không phải như cái quả và cái khác, như cái keo nó không khô thì nó hỏng, đúng không? Keo nó khô nó chết và đàn hương càng lõi càng to, hiểu không? Mà hiện tại gỗ đàn hương cũng sử dụng trong đồ gỗ rất là nhiều mà không có để dùng. Mình tính đơn giản nó còn lâu thì có đồ gỗ để dùng. Chưa thì gỗ đàn hương để thương lắm anh. Chính xác. Càng để đúng rồi, nên bà con yên tâm để trồng cái này hầu như là không phải lo. Quan trọng nhất là trồng như thế nào và làm sao để tốt kho nhất có thể. Hiện tại không tính cái cơ sở nuôi giống đâu nhé, mà cơ sở anh đang trồng thực tế thì đang có khoảng bao nhiêu hát đấy? Mình hiện tại đang trồng 2 hát ở đâu? Có ở Lý Vĩnh Phúc đúng không? Ở Bình Giang. Thì chương trình ngày mai nói tổng quát qua một chút, tôi hẹn anh là trồng cái gì đấy nhất, để đưa em đến trực tiếp cơ sở mà nên nói ở Nam Sơn quan sát cái đàn phát triển làm sao. Cuối chương trình này cũng biết anh có lời nhắn gửi đến bà con thì bà con tìm hiểu, trước hết là tìm hiểu đã, muốn trồng không hẳn là kiểu nó phải trồng ngay, nhưng bà con cũng muốn tìm hiểu, biết anh có lời nhắn gửi đến bà con. Thực ra đấy nãy mình chia sẻ, thực ra là làm nên mình không phải là mình phóng đại về rất về giá trị cái đàn hương đâu, nhưng mình trồng nó là vì nó là cái giá trị bền vững của nó, riêng của nó, nên bà con có như trồng thì không phải lo về đồng ra hay sao đâu. Đấy thì nó còn là kể trong trường hợp nếu mà bà con là kiểu xấu nhất là vẫn sợ thì vẫn khẩu tác thôi. Đúng rồi, nếu bà con cảm giác là sợ hoặc là về đầu ra hoặc một hai là vốn ấy thì có thể hợp tác với mình, bên mình chuyên hợp tác để mình cấp giống bà con trồng may sao ăn chia. Thực ra nó tùy số lượng với cả tùy địa điểm thì nó có từ 30-70 hoặc 50-50, nó theo nhiều hình thức khác nhau, nên bà con có nhu cầu thì có thể lên qua mình, lên lớp lõi. Ở ngoài Bắc mình nó có mùa đông lạnh, hầu như là nó nghỉ đông để tặng lại. Chứ cây dưa ở ngoài Bắc là 10 năm chỉ bé thôi, nhưng rất nhiều loại. Cây dưa ở trong ấy, Tây Nguyên ấy nhiều năm, to hơn rất nhiều, nhưng mà đất thực tế không bằng ngoài Bắc. Hiện tại là thực tế về sơ đỏ như thế, còn nếu đàn hương thì phải theo dõi, thì mới biết được. Ở Việt Nam mình có những vườn lâu nhất là được khoảng bao nhiêu năm vậy? Cây đàn hương á? Đàn hương thì chắc có một vườn được 10 năm nhưng mà bán hết rồi. Bây giờ chắc 8 năm rồi. Mới thì trưởng mới nhập ra. Rồi thì một lần nữa rất là cảm ơn anh. Hy vọng cái chương trình sau anh em mình sẽ được đi trải nghiệm thực tế nhé. Để xem cái vườn đàn hương nó như thế nào hay là có phân tích khách quan hơn. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đây là một cơ duyên để bà con biết thêm một loại cây rất là tiềm năng này. Cảm ơn anh. Chương trình của chúng tôi đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.